Xin chào tất cả mọi người, lại là Dia đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm Sự cùng người lạ Tara. Và đã rất là lâu rồi thì Dia mới có dịp để ghi lại một cái chuyến đi trên cái kênh của mình. Vậy thì bây giờ mọi người hãy theo chân Dia đi du hí với Đà Lạt một vài clip nha. Sẽ có rất là nhiều điều hay đó. Hello. Thì cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi và xa cách thì chúng tôi đã có thể đến với Đà Lạt trong một ngày rất ư là mưa. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 3:30 rồi. Và chúng tôi đã đến và đang đợi người em của chúng tôi. Có biết người em của chúng tôi đang làm gì? À, thì hồi nãy mình đã gọi cho người em của chúng tôi rồi, nhưng người em chúng tôi đang ngủ. Sẽ khẳng định với những gì chúng tôi đang bị dằn sóc trên xe, người em chúng tôi đang ngủ. Rất là thoải mái, yên lành, ngon. Nói chung chuyến đi này của chúng tôi sẽ không biết sẽ có cái gì xảy ra nữa, nhưng mà mong là nó sẽ trụ ở đây hết một tháng nha. Đây chính là cảm tưởng căn phòng của chúng tôi sẽ gắn bó trong vòng thời gian tới, và ít nhất tôi sẽ ngủ ở đây đến nửa tháng. Và vâng, những chiếc môi màu hồng, những cây đèn vàng rất ư là ưng ý. Ok, sau một cái chuyến đi xe quá mệt thì người em của chúng tôi đã không cần đến đón chúng tôi nữa, và chúng tôi đã có một lịch hẹn khác, là chúng tôi sẽ hẹn người em của chúng tôi vào sáng ngày hôm sau. Cho nên giờ là chúng ta sẽ tận hưởng chiếc giường công chúa, những chiếc giường hết sức là nam tính và nói trùng với màu áo ngày hôm nay của tôi. Ok, đã lâu không gặp mọi người, và đây là Dia Tarot Tâm Sự cùng người lạ Tara. À còn một trong những người bạn sẽ đồng hành chung với chuyến đi này của chúng ta đó là bạn Thành bé nhỏ. À đây, Thành bé nhỏ đây. Rồi ngủ đi. Hello mọi người. Thì cũng đã là một khoảng thời gian rất là lâu rồi đi không có ra clip ở trên YouTube. Thì tự nhiên bữa nay cái muốn quay clip, và mọi người cũng đừng có thắc mắc sao một cái mặt tôi gì, với những cái sự stress cũng như với những cái sự retinol skincare để cho thấy hiện tại mình đang sử dụng retinol với một số các cái sản phẩm khác để mà chữa cái da của mình trong thời gian tới cho nó tốt hơn. Và lại thì ngày hôm nay thì mình đang ở homestay của một người anh của mình tại Đà Lạt. Thì cái homestay này cũng bé bé xinh xinh thôi, nó như một cái ngôi nhà bình thường á. Là nếu mà các bạn muốn một cái homestay mà nó đẹp thì cái kiểu là nên thơ để không phải một cái homestay như thế. Nhưng mà ở homestay thì một trong cái điều mà đi rất là thích đó đó là có cái chú đó là ba của anh bạn của đi, chú rất là dễ thương, chú dễ thương lắm, cho nên là đi cực kỳ thích cái sự thân thiện của cái homestay này luôn. Cái homestay này là tên là gì thì đi cũng quên mất tiêu rồi, thì để có gì đi sẽ đính lên trên cái clip để cho mọi người biết cái nơi này ha. Mọi người có thể ghé ngang chỗ này để ở, bởi vì ở đây cũng có khá là nhiều phòng và rất phù hợp cho những cái bạn nào mà có cái ngân sách đi Đà Lạt không có được nhiều cho lắm, cũng như là muốn đi chung với bạn bè mà cho nó vui một xíu, mình muốn tiết kiệm tiền phòng một xíu, thì nơi này cũng là một nơi rất đáng để lựa chọn nha. Bữa nay thì Đà Lạt mưa mọi người à. Đây, mọi người nhìn nghe, bữa nay thì Đà Lạt nó đang mưa và đang đứng ở ngoài đây thì thì đây là cái khung cảnh ở ngoài cửa sổ khi mà nhìn ra. Còn tụi mình thì vừa mới tới và tụi mình vừa mới xếp đồ ra. Rất là có thể là trong thời gian tới thì ngày mai sẽ còn bạn bè lên nữa, chứ không phải là chỉ có tụi mình ở đây không. Số là mỗi cái hành trình của đi nó đều gắn liền một cái câu chuyện. Thì ở Đà Lạt á, Đà Lạt là một trong những nơi mà đi rất là thích cái chuyến đi này, đi Đà Lạt. Và chủ yếu đến là để gặp gỡ lại những cái người bạn mà mình đã lâu rồi mình không có gặp, đã lâu rồi mình không có liên lạc họ sau cái mùa dịch, mình muốn biết là họ có khỏe không. Bên cạnh đó thì cái chuyến đi này giúp đi để tĩnh tâm lại ở một vài vấn đề mà đi đang gặp phải. Cũng bởi vì một vài vấn đề đó cho nên là trong thời gian vừa qua đi không có ra clip cho các bạn được. Và tự nhiên trong cái khoảng thời gian này cái đi cũng cảm thấy là đi không cần phải make up để làm gì nữa hết, bởi vì các bạn nhớ là trong tất cả các tập của đi thì đi đều có make up. Và đi cảm giác như là mình sẽ để mặt mộc như thế này. Hoặc là đôi khi sẽ có cái sự chỉnh chu hơn xíu thôi, nhưng mà cố gắng sẽ để mặt mộc như thế này để mọi người có thể theo dõi quá trình thay đổi của Dia. Bởi vì trong khoảng thời gian nửa năm vừa qua nó là một khoảng thời gian khá là không tốt đối với Dia. Năm nay thì không phải là không tốt đối với Dia không nữa, là không tốt đối với mọi người, nhiều người lắm, trong đó có cả Dia. Thì ở trong chuyến đi Đà Lạt này Dia sẽ cho mọi người gặp rất là nhiều những người bạn của Dia, cũng như là chung du trong khắp những cái câu chuyện mà Đà Lạt đã để lại trong lòng của Dia. Đà Lạt thì nó là một cái nơi rất đặc biệt, là nơi mà Dia đã từng rất là ghét, nhưng bây giờ hóa trở thành một cái nơi mà Dia rất là ưng ý, rất là thích. Nhớ một cái lần đó, nói chung là Đà Lạt là cái mồ chôn của rất là nhiều những câu chuyện tình, đúng không? Mồ chôn của rất nhiều những câu chuyện tình, thì Dia cũng không có ngoại lệ các bạn. Thì Dia đã từng có một cái câu chuyện tình không được vui vẻ cho lắm ở Đà Lạt, cũng như là nhờ Đà Lạt mà Dia được chữa lành nó tốt hơn. Cho nên bây giờ tự nhiên Dia cảm thấy là Dia muốn được chữa lành thì Dia sẽ lên Đà Lạt lại. Là cái quá trình của cái chuyến đi này, sau quá trình để đi viết sách nữa, sẽ là những cái câu chuyện rất là hay, rất là thú vị đến từ những người mà đi đã từng tiếp xúc và đi cảm thấy là ở họ có những cái điều rất là hay á. Và ở trong cái clip này thì ra là có quá gì đi hứa hẹn thì không dám hứa nha, nhưng mà sẽ cố gắng làm sao ra rằng là nhiều clip cho mọi người coi nhiều nhất có thể. Và mọi người có thể comment xuống phía dưới cho đi biết được rằng là
mọi người muốn đi những đâu hoặc là làm những gì ha, và cũng như là trong thời gian tới thì nó có thể là đi sẽ còn có nhiều cái hoạt động hơn nữa, bởi vì là đi đang dần lấy lại được cái năng lượng tích cực của mình để quay lại với các bạn ở đây. Quán cà phê Steel nha mọi người. Này trời Đà Lạt đang mưa cho nên rằng là mọi thứ rất là ẩm ướt. Order here, order here, order here. Hà đi nó che trắng nè. Order here. Mình có mấy con cá thơ lắm. Hello, và buổi tối đã đến rồi mọi người à. Và hơn người em của chúng tôi chính cô gái mà chúng tôi đã đầy ải vào lúc 3 giờ sáng để đi ra chở chúng tôi từ bến xe về, thì đây cô ấy đã đến và có mặt tại đây. Cô gái tên là Morris. Hello. Hello. Và vâng, với những cái sự ăn uống vô độ thì chúng tôi xin trịnh trọng giới thiệu, chúng tôi xin chờ cháo giới thiệu buổi tối của ngày hôm nay. Gồm, từ từ nè, gồm bánh mousse, bánh tiramisu và bánh su kem. Nói chứ ngày hôm nay là Đà Lạt mưa quá trời mọi người ơi. Trời ơi, cái câu chuyện thương xe. Làm như là, tại vì là đi mướn xe của một cái người bạn, mà cái người bạn này là lại là một người bạn cũ của một người bạn mà đi đang có bạn chung. Và sau khi họ biết đi là bạn của bạn cũ của họ thì họ đưa cho đi một chiếc xe xe và lốp. Ok girl, thế chúng ta mới nhìn thấy được ông bà ta có cái câu nói rất là hay là gì mà biết không, lựa bạn mà chơi ha girl. Và trời thì rất là mưa nhưng mà chúng tôi vẫn có một cái tinh thần ăn uống thường thực như thế này. Chúng tôi sẽ bắt đầu stand up and go to order the Japanese noodle. Tào lao quá, nói chung là đi ăn đó. Cái không gian quán này tên là gì quên rồi. Đây là cái tổ hợp của quán Steel. Đi nghĩ là những cái người nào mà hay đến Đà Lạt á không còn quá xa lạ với quán nữa, thì là đi đã đi quán này rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đến là đi vào một cái buổi trời mưa. Đi vào một cái buổi trời mưa như ngày hôm nay thì có vẻ là nó hơi ồn, nhưng mọi người gắng chịu nha. Bây giờ mình sẽ xem là có cái gì để order nè. Bạn sẽ ăn gì? Mì bò hầm. Em cũng ăn hầm. Hai mì hầm, một mì cay. Thì ngày hôm nay người này sẽ là người chi tiền cho chúng tôi. Cảm ơn những đồng tiền các bạn. Chúng tôi xin chơ cháo. Chúng tôi xin chơ cháo thì chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn. Trời đang rất là mưa nha mọi người. Ở mưa quá thì mình ăn mì nó không liên quan lắm. Thành hôn. Tiệm bán ai thành luôn. Em bán sẽ được thành hôn. Thì xin giới thiệu, đây là bé học trò mới của Dia. Nói chung mới thì cũng không mới đâu. Bạn cũng học được tầm 1 tháng hơn rồi nhỉ. Và bạn cũng đã có cái khả năng xem cơ bản. Bạn nào ở Đà Lạt thì có thể liên hệ với Marn Felix Case Test. Có vẻ là Terrorizer Việt Nam á, nhưng rất là thích đặt những cái tên hướng ngoại, thích sánh ngoại. Felix Case Man, Felix Case Test. Ok, good. Còn ai mà có cái nhu cầu mà làm design, tất cả những cái như là menu, đồ ăn, tất cả mọi thứ liên quan design thì liên hệ Thành nè. Thành bé nhỏ của chúng tôi à. Những con người design có tâm nhưng mà thất nghiệp đâu đó. Vâng. Đây là mình với bộ đồ ướt nghiêm như một con nai lột. Tuy nhiên không thể dí được như con chuột lột rồi. Thì không có con chuột nào với cái thể trạng như mình hết cả, đúng không mọi người nha. Thôi mình bớt cái xinh đẹp. Xinh cần hơn như cái sự mỡ màng phì nhiêu và cái sự mồm mực. Nó là ngần ngẫn ra như thế, nó không nên thế nào. Và vâng, buổi tối hôm nay chúng tôi đã có cho mình một ly nước ạ. Một ly nước đó gì thì mọi người kệ nó đi. Quan trọng là chúng ta đến với buổi hội tiệc hôm nay. Nãy giờ khe rồi mình luôn á. Chạy mặt mọi người luôn rồi. Rồi. Mình hút tao à. Ông hút tàn hình à. Ông hút đâu. Ông hút đâu.
mất. Với những trà đào con biến đào tươi. Số là nay trời Đà Lạt mưa quá, xong cái đi đâu có thể nào mà mang giày kiểu ấy đâu để đi ấy đâu. Và đi và Thành đã ghé chợ để sống ngay trong bên ngôn. Hey. Còn mạc luôn á. Còn mạc luôn. Xuất sắc. Nhưng mà rất là hợp lý nha, một ngày quá là mưa như thế này thì rất là hợp lý cho một cái buổi tụ tập nhỏ. Mà hiện tại các bạn nhớ là này, bạn có đi đâu tụ tập thì cũng nhớ là check-in ở trên app cũng như là nhớ tuân thủ 5K ha. Cái chỗ này nó rất là vắng. Nên tụi đi mới cỡ khẩu trang chứ không phải đeo khẩu trang 24/24 rồi. Cho nên là đi chơi không ai cấm hết, nhưng mà đi chơi vui đồng nghĩa với việc bạn còn phải nghĩ đến cái sức khỏe của bản thân bạn nữa. Ok, không đi tất cùng nhau. Rồi quên định kêu là nhân nâng ly lên mà làm gì có cái ly nữa thì mình nâng. Vâng, cô bé Thalaska Tax của chúng ta đã quay trở lại rồi. Thank. Và đây, chiếc ống hút đã không còn tàn hình nữa các bạn ạ. À. Anh nó có chút xíu mà nó thích đi ra đằng đằng trước lên đó nha. Hồi về các cái cảnh này. Tội nghiệp tên quá à. Chúng tôi vẫn còn một người bạn nữa chưa tới. Cho nên bây giờ là chúng tôi xin chờ cháu gọi hồn bạn chúng tôi là Ben Nguyễn. Ben Nguyễn hay tên Vũ Mẫu đặt cho gọi là Thanh Nhàn. Hai ba. Cheer. Nên đó là... Thì đó là Đà Lạt á. Đây là gần nhà tâm biến quán cà phê nhỉ. Trời, đi chơi. Ủa, mẹ tao dậy. Đây những con người đi chơi vẫn không nhớ đến công việc của bản thân mình đó là đi. À, đi chơi nhưng vẫn nhớ rằng ở nhà còn đàn đàn em nhỏ đang học trò đang đợi mình. Không, bởi vì thế. Đây con nhỏ. Bởi vì thế cho nên là ai mà có nhu cầu học tarot hãy liên hệ với đi một người thầy hết sức có tâm và không biết có tầm hay không thôi. Tâm thì rất là dư nha mọi người nha. Đấy chứ là đi chơi thì mình vẫn phải giữ cái lịch học của mọi người một cách nó ok nhất. Chứ mình không thể nào mà vì cái sự chơi bời của mình. Hay là đôi khi cũng vì cái sự chơi bời của mình mà mình cũng đi shit. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ bù cho các bạn ấy vào những buổi khác. Mà vô hình chung thì là cho đến đây thì chưa có một cái khóa nào mà mình cảm thấy là mình dạy tệ cả. Ok, cái này Adi còn kêu thêm cả Trân Châu. Không, Trân Châu, Tết Châu, Tết Quyên rồi đó. Trọng Quyên có sơ ri mộng tùy hôn, nước sơ ri mộng tùy Tết Châu, Tết Quyên dạy trần đoán đồ đó. Cái đó là gì vậy? Kêu, kêu chinh, kêu chinh được đó đi. Kêu chinh được đó đi. Chua, kem chua, cái này là bánh mousse kem chua. Chua kêu, kem lì, mấy bạn thùng thì Tết Quyên cái chinh được đó. Rồi đi, đúng không? Nói đi, ngã ra. Có thể là có những bạn coi những cái khúc này nó không hiểu cái gì đâu. Mà cũng sao các bạn? Rồi sẽ hiểu, mình tập làm quen đi, được đấy đi. Tao tu qua. Tao tu qua. Nhờ cái đó vậy đó. Mình không bao giờ có tiền coi YouTube đâu. YouTuber sống nhờ tiền YouTube á. Là nhờ người ta coi, nó xuyên suốt. Coi quảng cáo. Tụi mày coi bấm nước không? Coi, em coi luôn. Sợ ép lắm. Tắt quảng cáo. Nói chứ cũng đã lâu lắm rồi á, mới làm một cái tập mà đi đi đu đưa. Cái tập mà lâu lâu nhất đó là hồi năm trước nữa. Hồi năm trước nữa đi Hà Tiên. Đi Hà Tiên khúc chung với thằng Bảo Điền á. Chung với Reader Bảo Điền, một đứa con khá của chúng tôi. Đi gì cơ hả? Giờ bây giờ học nhỏ của tôi đã ghém không biết bao nhiêu người rồi đó. Không, khúc này chèn chứ không mà đi giao thành ăn cho đường. Cái nói chung là trong cái tình hình này cái mình đi rất là vội, mình đi lên này là cực kỳ vội luôn. Sau sáng sớm á, mẹ mình nhắn cho mình một cái tin nhắn. Mẹ biết mẹ nó nhắn cho mũ thông của ta đã nhắn cho một cái tin nhắn như thế này cái gì để nhớ cho đúng nè. Đúng cái văn phong trong thôi mình nói, bị nói là không tôn trọng quyền tác giả là rất là kỳ đúng không. Mẹ nói là thôi cứ con cứ sống vui vẻ như thế là tốt rồi. Mẹ mong cho con một khởi đầu mới tốt đẹp, cái tràn đầy những tinh thần tích cực để con có thể có những kiếp hay hơn, làm việc tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn để mình tận hưởng. Mẹ thấy sống như thế rất là tốt. Rất là tốt. Xong tôi chỉ lặng lặng rép lại mẹ tôi coi là dạ vâng ạ. Không biết có gì hơn. Mẹ tôi rất ủng hộ những vấn đề là tôi đã đi ngay trong đêm của đêm vừa rồi, 10 giờ đêm bắt một chiến xe vừa rồi vào Sài Gòn ào thẳng Đà Lạt. Nhưng mà thiệt ra là cái đi chính Đà Lạt này á,
là một là đi giải trần đoán. Bởi vì sau khoảng thời gian quá là trần đoán tới châu tới nguyên rồi đó, kêu trên mạng thầm thì rồi đó, là ở Đà Lạt, ở Sài Gòn quá là mệt rồi đó, cho nên bây giờ mình cần phải có cái sự giải trần đoán nhẹ. Đi đến Đà Lạt thôi, nhưng mà cái mục đích chính là mình đi đến thăm bạn bè cũng như là mình đi quay clip cho mọi người biết là mình vẫn còn sống rất tốt. Có thể trong thời gian mà mình sống cũng hơi bê tha chút xíu, nhưng mình vẫn còn ổn. Và cuối cùng thì là mình đi để thực hiện cái quyển sách đầu tay của mình, một cái quyển sách mà mình sẽ viết về Đà Lạt, và mong rằng là các bạn sẽ ưu ái đón nhận. Ok, từ từ dừng ngang đi. Và đây những món ăn của chúng tôi đã đến rồi. Này là tô mì bò cây của Đi nè. Còn này là mì bò hầm của Mon nè. Mì bò hầm của Mon nè. Và chúng tôi những con người rất là yêu thích công nghệ, cho nên lúc ăn vẫn cắm cúi nha. Nhưng thiệt ra đang gửi cho một nửa thế giới bên kia biết rằng cái sự hạnh phúc của chúng tôi đang như thế nào. Hello Hiếu. Không thấy gì luôn á em. Em đang để. Hello Hiếu. Anh đang quay vlog luôn á Hiếu. Đây là cậu Hiếu ạ. Đây là cậu Hiếu ạ. Ai cần đến xem quẻ thì liên hệ cậu Hiếu ạ. Vâng ạ. Và bây giờ thì tụi mình sẽ được phép được ăn. Hello. Nè đang này không có nghiêng xuống được, nó không có cho mọi người nhìn thấy cận được á. Xong nghiêng hồi này có cho mọi người coi rồi nha. Bây giờ mình sẽ, do đây của mình là phần mì bò cây cho nên là quán có cho thêm ớt để mình bỏ vô. Mình bạn nhìn thấy á, mặt mình á, bạn thấy là mình rất ăn cây nữa. Mình sẽ trộn nó luôn. Cái gì ở trong đây thì nó có những cái nguyên liệu như là rau, cải, cái này là cái gì á, bò, và trứng gà, cũng như là đây là cái sợi mì udon, trứng gà và sợi mì udon rất là ngon. Ăn lời mát lời ha, có chè chăng lời. Dạ bộ nói gì chứ cũng chưa ăn. Ok, xin mời mọi người nghe itadakimasu. Mình đang ở một cái quán về đồ ăn Nhật thì mình phải ăn cái kiểu món Nhật, có lẽ ra không được bưng lên đâu. Đâu, à đồ Nhật là mình phải bưng lên, lộn xin lỗi. Mì bò cây mà thật sự nó cay. Vậy luôn. Mì bò cây mà thật sự nó cay. Nhưng cái quan trọng là cái con bò này nè. Cái miếng bò này ok không? Bye đi. Bye bye. Miếng bò rất là mềm và rất tấm vị, rất thơm. Nó là cái mùi vị hương nè, cũng như là cái nước súp. Đi cảm thấy là nó rất phù hợp với những người ưa cái ăn cay giống đi á. Nhưng mà nó sẽ không phù hợp với những bạn mà không quen ăn cây, nhưng bởi vì đi uống vào thì còn cảm thấy nó cũng hơi sặc á. Mon thử đi. Đây là từ quay qua. Coi biểu cảm của Mon nó khi nó ăn cây. Rồi ăn đi Mon. Chúng tôi đã nói rồi, đây sẽ là một cái món ăn rất là phù hợp dành cho những con người ưa thích ăn cây, nhưng sẽ không phù hợp cho những con người không ưa thích ăn cây, bởi vì nó là mì bò cay chứ không phải là mì bò không cay. Vâng. Mì bò rất cay à? Ý mình nghĩ là mình còn chanh á, mình để chanh vô mới được. Và thật sự cái vị nó không có bị mặn nha. Cảm giác giống như bò kho vậy nhưng mà nó bị mặn. Ok, đợi. Thật ra là hồi nãy ở nhà đã ăn cơm rồi á. Itadakimasu. Đây. Bò lắm á. Mì ở đây là như nghe nói là do quán tự làm đúng không? Nhưng mà cái ướp gì cái mì có vẻ nó còn hơi dai một xíu thì nó sẽ ok hơn. Đối với đi thì cái mì nó hơi mềm nhưng mà tổng thể vẫn ngon nha. Cái xanh giòn tan, tái trâu quý lồ nè các bạn. Tái trâu quý lồ thịt. Có lời, ăn rồi mát lời ha. Có chè. Còn gì bằng một cái đêm mưa ngồi uống cà phê chill với bạn bè và ăn một tô mì bò cây ở tại Thành Đà sẽ không buồn đâu.
chỉ buồn khi chúng ta không có đủ kinh phí thôi các bạn ạ. Khi mà có đủ kinh phí cái gì nó cũng vui ha. Đúng rồi. Ai buồn rồi đó mọi người. Ai buồn vậy? Chúng tôi xin được một cái sự phỏng vấn đến từ cái câu trả lời rõ ràng hơn đến từ người đến từ cô gái này. Đi qua. Đây ai ạ? Ai ạ? Những con người không có mặt ở đây. Là ai ạ? Là một bạn một cũng một bạn nickname nào đó. Xin giấu tên. Xin giấu tên. Không tiện nói ra lắm. Sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của bạn. Không, sợ nó tổn thương. Chết rồi, nó coi cái clip này cho nó buồn á. Nhưng mà thôi cũng kệ chứ sao giờ. Chịu, chịu, một triệu. Ok, thôi bây giờ để giải quyết cái này xong hết đi nha. Rồi tính tới tiếp. Kiểu sao là con người rất là ưa ăn uống kiểu như vậy. Cái kỳ đó hả? Mỗi lần mà tao buồn nó ăn dữ mày. Ăn khủng khiếp lắm. Không, mỗi lần mà tao buồn cái tâm trạng buồn nó sắp hai thái cực nha. Một là ăn ơi là ăn luôn. Hai là không ăn được gì hết. Em tìm ở trong tiệm không ăn được gì. Anh nhớ không cái đêm anh buồn á. Anh nhớ buồn gì chuyện gì. Anh mua một hộp mì xà giòn, hủ tiếu xào và cơm chiên dương châu ba hộp. Xong hai gói mì cây Hàn Quốc. Thêm vào mấy cái đồ kẹo, bánh linh tinh, nước ngọt, nước ơ nữa. Ăn đúng cho một đêm hết luôn em. Tao không tin tao luôn á mày. Tao không tin tao luôn. Rồi có những cái lúc mà buồn ơi là buồn luôn. Thì lại không ăn. Có những lúc mà công việc stress quá, tao bị tập trung vô công việc thôi á. Thì tao chỉ uống nước. Ngày đó là tao ăn cái gì mỗi mà nhìn không ăn gì hết. Uống nước hay cơm, làm cho xong, làm cho lẹ làng, xanh, sạch đẹp nữa. Nhưng nói gì thôi mọi người không nên như đi nha. Nhưng thật ra ngoài kia cũng có rất là nhiều người khác. Gì vậy? Đây không ăn đúng không? Cải chua chua chết. Nó không có đúng vị lắm. Cải chua. Chua là chua hả? Cải chua nó chua. Trên đầu cải chua mình có việc ngọt. Thì mình ăn ngon. Cải chua. Mà nó chua thì mình nó đúng là rồi. Đều sự duyên rồi. Nó đúng rồi. Ok mấy ơi. Cái bao tao xài về đi thôi, mấy bữa rồi? Hai tuần. Hai tuần hả? Có nhà xài nhà đúng không? Một ngày tao xài A, VH, A. Thì ngày hôm sau sẽ là về đi thôi. Rồi về đi thôi xong ngày hôm sau sẽ là VH, A. Cái gì đó đổ qua đổ lại, đổ qua đổ lại. Cực quá. Không phải chịu rồi. Anh xài ngày nào cũng vậy luôn. Mỗi mổ nó luôn người. Mỗi mổ những con người mà năng lượng không có được tốt như đi ra. Đi rất là hay bị stress, mà mỗi lần bị stress là đi lên khủng khiếp, là đi bị rối loạn nội tiết tố, bạn có nhìn thấy nè. Thêm nữa là đi đã từng trải qua giai đoạn mất ngủ. Cho nên là những cái đó nó cộng lại, nó khiến cho tôi nhìn cái mặt của tôi rất ư là trẻ trung. Ư là già, già cỗi nhưng mà ngon, ăn rất vui. Ăn vui. Nó vui nhưng mà nó lên vui hết luôn, có hết vui. Thôi bữa sau rất kinh nghiệm. Có hết vui, lúc lên vui, hết vui. Cây lại. Thiệt á, giống như là ừ, nó cay mà tao còn bỏ. Nó cay mà tao còn bỏ đi bớt rồi nhá không? Không cho nên mình bớt. Mình bỏ cho nó chém không á, cho nên là gì? Mẹ đi hy vọng rằng là với cái sự kiên trì của mình rồi nó sẽ tốt trở lại. Ừ, để tao kể cho mày nghe. Đây, tao đố mày, nếu mà đi tao đố mà xuất hiện trong những cái hàng ngũ của kiểu giống như là... Không phải phải... Ôi, mấy người có lùa mấy người. Sợ nha. Xuất hiện giống như là một cái idol Hàn Quốc rồi đó, trong mấy cái team ban nhạc rồi đó. Thì ta sẽ giới thiệu ta sao biết không? Hello, Sarah. Rồi đây. Xin chào mọi người, chúng tôi là Dietarot Taratatata Hey. Đúng chưa? Cái vibe của mấy cái idol Hàn Quốc phải là vậy. Còn nếu mà ta mà xuất hiện trong... Còn nếu mà ta xuất hiện trong Avenger là mày là gì biết không? Nghe khúc mà nhớ là cái trận chiến cuối cùng ấy, cái lúc mà Avenger Endgame á. Lúc mà cái gì ông công gì ông gì ông gì Doctor Strange. Doctor Strange mở cổng ra là tao xuất hiện á, là tao nhìn ta là đi ta rốt tao sự cùng đi lá ta ra ta ra ta ta rồi đi ta rốt mẹ trong phim Pokemon thì sao đi ta rốt tới chọn cậu ta ra sao tao vừa nhảy ra tao nhá.
Còn nếu mà Dia Tarot mà ở trong phim Harry Potter là sẽ không? Tên là Dia Tarot tâm sự cùng người lạ Avakata Tara. Điên mà. Mày coi, người ta tay mình xuất hiện trong phim Disney thì sẽ biết không? Và tôi là Dia Tarot tâm sự cùng người lạ. Trời ơi, thì cả tối ngày á, rảnh rỗi là nghĩ ngay với chồng khùng điên. Hổng tao với Ben đi ngoài đường á. Chồng ta, con Thành nữa đúng không? Hả? Thành nó làm như là nó quên cái kia, nó tao dậy, nó quên cái kia. Không có gì, con đi với Ben lắm không Thành. Cười điên hết trơn. Bữa đó đi ăn kem đó mà. Rồi, trời mới tạnh mưa xong giờ mưa lại nữa. Mà cũng mưa nãy giờ. Không, nãy nó có tạnh nhẹ cái. Đi nhìn mắc cười lắm, cái gì con người vui. Hay à? Chỉ là tao trở thành cái món mua vui cho mày diễn với nhau. Mặt khóc gì nữa. Mặt khóc mà sao cười vậy à? Được rồi. Lấy cái gọi là tâm trạng không? Tâm, lấy cảm xúc, cảm xúc tốt. Vô nè. Mặt khóc mà, đen nhiễm không? Hai giây. Ủa? Sao lại vậy? Yeah. bao nhiêu cái trên đây nó rè xuống hết. Yeah. Nó điên quá thiệt á. Đây là một trong những cái vô nghĩa nhất cho cuộc đời của tao. Giúp dẫn bé nó ăn. Được, ok. Dừng 5 phút cho bé nó ăn xong để mình cười tiếp nè. Hey, cảm ơn sự theo dõi của các bạn rất là nhiều đối với chiếc clip của ngày hôm nay. Những cái chiếc clip này nó chỉ là đơn thuần ghi lại cái hành trình mà Dia sẽ có cái sự trải nghiệm ở Đà Lạt, và sẽ có những cái Dia chia sẻ về những cái yếu tố trong cuộc sống của mình, và Dia nghĩ rằng là nó cũng sẽ là những cái câu chuyện khá là thú vị nếu mà dành cho những ai đã lâu rồi không có đi Đà Lạt, không đi chơi, hoặc là những ai đang gặp một vài vấn đề về tâm lý. Bởi vì trong thời gian vừa qua thì Dia cũng vừa mới gọi là thoát khỏi một cái giai đoạn hơi trầm cảm của mình. Và trong cái clip, trong cái chuỗi hành trình đi Đà Lạt này thì Dia sẽ luôn luôn chia sẻ cho mọi người về những cái thông điệp như là tự chữa lành bản thân cũng như thức tỉnh tâm linh. Vì thế cho nên mọi người nhớ là cho Dia một like, một subscribe, cũng như là mọi người muốn đi làm về cái clip gì á thì comment xuống phía dưới nha. Sẽ còn những tập tiếp theo về Đà Lạt và những câu chuyện rất thú vị ở đây nữa. Cho nên là mọi người hãy đón xem vào tuần sau nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.